hậu phẫu 10 năm, cao trực tràng giữa, phẫu thuật cắt trước cao, đóng hồng bông nhân tạo nói em nó cắt được tầng giữa, cắt trước cao và muốn rớt rồi đấy. Dạ. Hiểu chưa? Cắt từ tầng giữa, cắt trước thấp. Cắt từ tầng giữa thì cái miệng nón nó phải ở một phần ba dưới, miệng nón ba dưới là cắt trước thấp. À, chứng tỏ anh chưa nắm về phẫu thuật trực tràng rồi. Hồ sơ nào ghi? Nhưng mà khối u nó nằm ở đâu? Dạ. Đúng không? Khối u là nằm ở để là khối u nằm ở cây giữa. Cách nội soi cách rìa hậu môn bao nhiêu cm? Dạ, cách cái rìa hậu môn nhân tạo, tại vì nội soi từ cái rìa môn 15-13. Là sao ta? Đưa cái nội soi qua cái hậu môn nhân tạo đó là cắt 13 cm, có khối u sồi nằm nhập lập trụ cao. Không chứ không đưa khối u, không đưa ống soi từ dưới hậu môn thật đi lên. Dạ có, mà đưa hậu môn thật đi lên thì chỉ nói là cái cơ thắt này tốt thôi chứ không có ghi nhận cái khối u, mà lại đưa từ hậu môn nhân tạo cái miệng của cái hậu, tại vì nói kiểu qua cho nên đưa. Vậy sao biết là hậu môn giữa? Kiểu con cổ ghê này. Này điểm thấy đồ cái đòi thi cho bằng được. Dạ, hiểu không? Tại vì người ta xách cái quai đại đà sigma đưa ra thành bụng. Dạ. Cái quai. Mà đại đà sigma của người đó có thể là 20 cm, có thể 1 m. Dạ. Đại đà sigma nó dài thay đổi, độ dài nó thay đổi nhiều lắm. Dạ. Hiểu không? Cho nên cái 13 cm đấy không phải là một cái dấu để chứng định vị cái u nằm ở đâu có được cả. Dạ. Hiểu chưa? Trong trường hợp là đại đà sigma nó dài 1 m. Thì đưa chính giữa nó là dài nửa mét nha, thì cách cái vị hôn nhân tạo là 13 vẫn nằm trong đại đàn sigma, như thế cái móc 13 phải tính từ hậu môn thật đi lên. Thôi được rồi, thôi như thế rồi. Dạ, chứng đáng trước mổ là chứng tỏ anh cơ bản anh còn chưa thông lắm nha. Dạ, chứng đáng trước mổ là hậu môn nhân tạo u trực tràng gây tắc ruột, sau là hậu môn nhân tạo u trực tràng nghi ca là T3N1MX. Thì phẫu thuật hiểu cái tắc nó trước mổ tắc ruột. Lý do gì không có nhân tạo tắc ruột mà sao? Dạ tại vì bệnh nhân này là mổ, này là mổ thì thứ hai, tại vì thì đầu là cắt nhập viện, cách đó là khoảng 2 tuần là bệnh nhân đã được mổ là mổ hậu môn. Biết mà trình bày như thế nó rối. Chẩn đoán trước mổ là không có nhân tạo tắc ruột. Là không hiểu gì hết. U trực tràng gây tắc ruột. Còn cái chẩn đoán sau mổ á là cũng hậu môn nhân tạo trên u trực tràng đi ca là đóng luôn rồi. Ừ. Dạ. Thì phương pháp phẫu thuật là các chị đã bao toàn cho hết. Rồi đóng hậu môn nhân tạo đó. Rồi. Theo dõi là hậu phẫu là hôm nay là ngày thứ 5 thì là bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt. Nghĩa là có hai cái bệnh nó rồi hả? Dạ, bệnh nhân đó cắt một lần là mở hậu nhân tạo ra, xong mà lần này vô là mới cắt cái đại cái phần trực tràng có chứa u và cắt luôn cái đoạn đại tràng chậu hông rồi mới nói cần hoàn lại. Mấy miệng nó? Một miệng nón. Thì đừng có dùng cái từ là đóng hậu môn nhân tạo rồi cắt trực tràng bảo tồn cơ thấp làm cái gì, như thế thì người nghe ta sẽ hiểu là có hai cái phẫu thuật ở đây. Đã. Hiểu vấn đề chưa? Cho nên là anh chỉ cần em nói là gì, là ca trực tràng đã có là hậu môn nhân tạo rồi cắt đoạn trực tràng nha, phẫu thuật cắt trước thấp. Đã. Cao gì như em nói là sai rồi, vậy thôi, còn thêm cái hồng thêm con đó hậu nhân tạo. Đã. Xong rồi hậu phẫu ngày hôm nay là bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, sinh hiệu ổn, bệnh nhân đã trung tiện và đại tiện rồi, bệnh nhân đi tiêu là 7 lần ra cái dịch hồng trong, bệnh nhân hồng trong hả? Không có cái phân nào dịch phân nào mà là hồng dịch hồng trong đó. Rồi. Dạ, xong rồi bụng bệnh nhân thì là nhìn không có chướng, vô được ruột là khoảng 4 lần một phút, bụng thì ấn mềm, ấn chỉ có đau một vết mổ thôi, vết mổ là vết mổ trên vú rốn dài 20 cm, có đỏ cái phần có hơi nề một chút đỏ trên chỉ. Dạ. Đó y bài để cho điểm cao, y 6 để cho điểm thấp nha, về tập trung vào những cái điểm mấu chốt nó quyết định đến cái sự thành công của cuộc phẫu thuật của thầy. Hiểu vấn đề chưa? Thôi. Dạ, theo dõi tiếp theo của em á là em muốn theo dõi là theo dõi những cái biến chứng dần. Tại vì hôm nay là ngày hậu phẫu thứ 5 mà thường là cái biến chứng mà giờ xì miệng nói là thường xảy ra vào ngày thứ 5 đến ngày thứ 7 của hậu phẫu. Cho nên em theo dõi. Về bệnh nhân thì hiện tại là không có cái dấu hiệu nhiễm trùng, bụng thì cũng không có ống đau và không có bất kỳ cái gì nhiễm trùng, em nghĩ là chưa ghi nhận biến chứng gì hết. Đơn giản thế hả? Em mã thế, trình bày chi đâu đây, có đã nói rồi, có khúc mắc gì đấy mà giải quyết khúc mắc của mình mới được đứng cao. Nắm được chưa? Nói chung là chú này là có bệnh toàn có bệnh lý nội khoa gì không? Dạ, không có bệnh nền, bệnh nhân chỉ có cái tiền căn hút thuốc lá thôi.
không có bệnh lý gì mãn tính, tim mạch không có luôn, thận con không có luôn. Rồi tình trạng về huyết học trước mổ sao, có thiếu máu không? Dạ không có luôn. Không có HCT là bao nhiêu phần trăm? Dạ HCT là 33,9. Ừ, ruột mổ không có gì nên trục trặc hết. Dạ. Miệng nó rồi kiểm tra rồi thấy tốt không? Dạ miệng nó tốt. Sao biết? Dạ tại vì cái đó là hỏi này, đó hỏi về kiến thức của mình, nên sao biết mà miệng nó này là kiểm tra thấy tốt? Dạ tại vì bệnh nhân miệng nói sau khi nói vô mà bệnh nhân không có đâu, không có gì dò. Không, nó nói trong lúc mổ đó, làm sao em biết là tốt hay không tốt? Em có thấy khoa tự quyền người ta kiểm tra miệng nói của trực tràng trong lúc mổ không? Đấy, đi ngoài khoa đi xem mổ bao nhiêu, nha, người ta sẽ kẹp một cái lâm mềm ở phía trên, chỗ đại tràng sigma đấy. Hiểu không? Người ta đặt một cái thông vào trong trực tràng, người ta bơm hơi. Trước khi bơm hơi, người ta đổ cho nước vào trong cái hốc vùng, cái vùng chậu để cho cái miệng nó nó ngập trong nước. Đúng rồi, giống như kiểm tra luồng xe đấy. À, mà nếu là mình không có xe mổ, nha, khẳng định là tốt. Tại vì nếu là không tốt thì phẫu thuật viên người ta đã mở hồi tràng ra ngoài rồi để bảo vệ miệng nó. Cho nên khi mà em thấy cuộc phẫu thuật mà không có mở hồi tràng ra, thì phẫu thuật viên bảo đảm là 90% là miệng nó lành. Còn nếu phẫu thuật viên ta thấy là khả năng 50 đến 70-80 thôi, thì ta sẽ đưa cái ruột non ra, đưa hồi tràng ra để bảo vệ miệng nó. Cả hai trường hợp chắc chắn là không có sủi bọt khí, hiểu không? Nhưng mà thấy cái miệng nó bầm dập quá, ta sợ nó cũng có thể nó xì sau này cho nên ta đưa ra. Còn nếu kiểm tra mà thấy có xì bọt khí nó sủi lên, chắc chắn ta phải xử lý nó rồi. Hiểu vấn đề chưa? Rồi, hậu phẫu thì bệnh nhân lại ổn hết, không có một cái điểm nhấn nào hết. Theo dõi làm sao? Đi thiết quá. Thầy xem trước mắt làm sao, mục đích làm sao cho ông cụ này xuất viện ngon lành ha. Rồi về nhà ăn uống đồ vui vẻ ăn Tết. Dạ, bụng mình nhân có đau bụng không anh? Dạ. Anh đi đứng bình thường. Tiểu bình thường luôn. Thì ho đau. Ho đau thôi. Cơn ho không thằng. Ừ, đi cầu qua đi, có đi cầu, có đi gì ra gì chưa? Đi nắng đầu thì được, cũng qua đi sao. Cầu nước có màu hay là không màu có đỏ. Ừ, nước không hồng. Ừ, tại sao nó hồng? Dạ nước hồng đó. Là lần qua đi lần đầu tiên hay mấy lần này rồi? Đi 3 lần qua tới nay rồi, 7 lần. Nó hồng cỡ nào, hồng sẫm, hồng đỏ sẫm hay sao? Dạ. Thanh dịch ở đâu em? Cái giống như là cổ ghê vậy không nè. Xin có xuống đây để trình bày bộ mặt xinh xắn hay không không kính vậy. Thanh dịch đâu ra? Khi nào ta mổ trong khúc mạc ấy, bóc tách cái vùng sau khúc mạc thì nó có thanh dịch. Cái cỏ trong lòng ruột có dịch nhờn, dịch phân, vi trùng thôi. Chứ làm gì có thanh dịch đâu đây? Có chất nhầy. Thứ hai là có bã thức ăn, có chất phân, có máu. Không thể nào có thanh dịch ở trong lòng ruột hết. Hiểu chưa? Thấy cũng dương ngon lắm. Nha. Mà xiên. Đúng là thầy cho khoảng 7 á. Nha, 8 điểm được không? Rồi.